Tracy xin gửi lời chúc an lạc trong siêu nhiên đến bạn. Giờ đây ta cùng thực hiện quy trình 8 pháp thanh tẩy tích hợp để chữa lành tiềm thức và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Để thực hiện quy trình chữa lành hiệu quả, chúng ta cùng thả lỏng trong trạng thái thiền định để kết nối sâu hơn với tâm thức thiêng liêng và cội nguồn sáng tạo. Giờ đây bạn nghĩ đến vấn đề mà bạn muốn được chữa lành và cho phép mình hiện hữu hoàn toàn ở giây phút này. Bạn làm tốt lắm. Thả lỏng và trải nghiệm sự thật này để tiến trình chữa lành được diễn ra hiệu quả nhất. Bạn biết đó, ta tạo nên thực tại của mình, thì quả là ta tạo lên tất cả những gì ta nhìn thấy. Mọi điều đến trong cuộc sống của chúng ta là một sự phóng chiếu chương trình đến từ bên trong ta. Tiến trình ta kết nối với 8 pháp sau đây sẽ dùng từ khóa là chương trình cần chữa lành, thay vì nói vấn đề cần chữa lành. Vì vấn đề là thực tại mà ta nhìn thấy, còn bản chất đó là do chương trình bên trong tiềm thức đã tạo nên thực tại này. Hiểu được ý này thì ta sẽ chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời mình. Nên ai đó làm ta bất như ý, không hài lòng, thì ta đều biết đó là do chương trình chia sẻ rác ký ức và tái hiện ở hiện tại. Người đó không có lỗi gì trong việc này, và bằng trí tuệ của bạn sẽ hiểu được mọi hành vi đều có chủ đích tích cực. Việc của ta bây giờ là thanh tẩy, nói 4 câu chú. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Ta hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng, thư giãn hoàn toàn và bắt đầu vào quá trình tự chữa lành cùng phương pháp đầu tiên Ho'oponopono. Bạn hãy nghĩ về vấn đề mà mình muốn được chữa lành với sự chịu trách nhiệm 100% đi nè. Rồi hướng tâm về chương trình đã tạo nên thực tại của vấn đề. Cùng đọc 4 câu chú. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Khi ta nói thương lắm, ta đã chuyển các tư tưởng sai lạc thành tình thương. Và lực quét sẽ chạy luôn về quá khứ đến cả tương lai để chỉnh sửa các chương trình đang vận hành. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Ta tiếp tục thư giãn, thả lỏng tâm trí, cùng sử dụng phương pháp chụp hình để nhận các giải pháp từ vũ trụ chữa lành mọi tổn thương. Hãy hướng tâm đến chương trình tạo tác nên vấn đề của bạn. Hãy hình dung những ai liên quan đến chương trình này. Giờ bạn nghĩ đến chụp hình với ý nghĩ lấy hết thông tin liên quan đến chương trình này. Và bắt đầu gửi về vũ trụ với tâm thức thiêng liêng của nguồn sáng tạo. Và nhận lại sự chỉnh sửa hoàn hảo gửi đến từ vũ trụ. Tiếp tục truyền thông tin này cho đối tượng liên quan đến chương trình. Thả lỏng hòa vào dòng năng lượng của những đối tượng đó đi nào. Cảm nhận sự tự chữa lành. Để chữa lành mọi tổn thương và quản trị cảm xúc, ta tiếp tục sử dụng phương pháp EMDR. Hướng tâm mình đến đối tượng nằm trong chương trình cần hóa giải. Nhắm mắt lại và đưa mắt lên phía trên,
Hiền ngước lên, vẫn nhắm mắt, mắt ngước lên. Đúng rồi, mắt vẫn cứ ngước lên nhưng mà nhắm mắt lại, có xu hướng nhìn lên ở phía trên. Và giữ ở đó 10 giây, nơi không truy xuất các cái rác ký ức. Giờ đây hãy đọc 4 câu chú. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Thương lắm, tôi xin lỗi bạn, hãy tha thứ cho tôi cảm ơn bạn. Ta tiếp tục quân bình lại nội tiết tố bằng cách sử dụng phương pháp midline. Hãy nghĩ về một đường thẳng ở giữa bạn đi nào. Bạn đưa tất cả mọi thứ mất quân bình vào bên trong đường ở giữa này và giữ ở đó cảm trong vòng 10 giây. Giờ bạn đã cảm nhận được sự quân bình trở lại trong cơ thể của mình. Cùng với tất cả nội tiết tố được cân bằng trở lại. Cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thư giãn, được chữa lành. Ta tiếp tục chữa lành sâu hơn bằng cách kết nối với phương pháp Two Point. Giờ bạn hãy nghĩ về vấn đề của mình đi nào, và chọn một điểm bất kỳ trên cơ thể của bạn để làm điểm tựa cho vấn đề của mình, và đặt tay ở trên cái vị trí trên cơ thể của mình. Đây là điểm của vấn đề bạn cần giải quyết. Hãy hình dung về điều đó đi nào. Sau đó bạn lấy tay còn lại của mình chỉ xuống đất để kết nối với giải pháp đến từ vũ trụ. Để sẵn sàng cho việc đó nhé. Chúng ta hãy lặp lại này. Chúng ta cùng để cái tay, một tay lên trên cái vị trí ở trên cơ thể của mình, đại diện cho vấn đề của bạn. Nghĩ đến cái vấn đề đó đi nào. Một tay còn lại ta chỉ xuống đất để kết nối với giải pháp. Giờ bắt đầu hít một hơi thật sâu với hướng tâm nơi chỗ tay đặt vấn đề cần giải quyết hoặc nỗi đau cần chữa lành. Hít một hơi thật sâu với hướng tâm chỗ tay đặt ở vấn đề cần giải quyết hoặc nỗi đau cần được chữa lành. Và thở ra chỗ tay chỉ xuống đất để kết nối với giải pháp. Tuyệt lắm! Bạn làm tốt lắm. Giờ ta tiếp tục chữa lành sâu hơn những vấn đề sinh khởi qua nhiều đời nhiều kiếp bằng cách thỉnh ánh sáng để chữa lành sâu bên trong tiềm thức của mình. Bạn tiếp tục nhắm mắt hình dung ánh sáng đang ở ngay bên trong chính mình. Và ở trong cái ánh sáng đó đi nào. Giữ ở đó 10 giây. Để cho tiến trình chữa lành được diễn ra. Giờ chúng ta cùng dùng giải pháp trải tâm yêu thương. Bạn tiếp tục ở trong ánh sáng đó và trải tâm yêu thương đến những ai nằm trong chương trình này. Và bạn nhìn thấy mọi người được nhận sự yêu thương bình an từ bạn. Hãy nghĩ về họ đi nào. Và trải một cái tâm yêu thương đến họ đi nào. Nghĩ đến những người liên quan đến chương trình đã tạo tác nên thực tại này.
vẫn ở trong cái ánh sáng đó và trải tâm yêu thương của mình đi nào. Bằng tình thương của bạn, mọi người sẽ nhận được sự yêu thương, bình an. Hãy nhìn thấy mọi người nhận được sự yêu thương, bình an của bạn đi nào. Ấm áp lắm đúng không? Chữ lành đơn giản chỉ là tình thương. Khi nào bạn gửi yêu thương đến một ai đó, đó chính là lúc bạn chữa lành cho tất cả mọi người và cho chính bản thân của bạn. Bây giờ ta tiếp tục sử dụng phương pháp thiền tại hiện để giúp cho mình an trú hơn, bình an hơn. Hãy cho đôi mắt của mình nhìn xuống, nhắm mắt và đôi mắt nhìn xuống. Nhìn xuống hướng về trái tim của mình. Và từ từ an trú ở trái tim. Giữ ở hơi thở tự nhiên, thả lỏng. Cứ ngồi như thế, trong sự thư giãn. Và an trú ở con tim của mình, mắt vẫn tiếp tục hướng về con tim của mình và nhắm lại, nhưng hướng về con tim, nơi vị trí mà mình đang an trú. Trong cái bình yên đó, hãy giải tỏa cho mình đi và chữa lành cho tất cả những người khác. Ở trong trạng thái thiền tại hiện, bạn chỉ cần nhắm mắt và hướng con mắt mình về trái tim của mình. Để cho tiến trình tự chữa lành được diễn ra, và cứ ngồi trong tư thế này bao lâu tùy thích. Đây là một phương pháp thiền để bạn an trú ở giây phút thực tại với sự bình an, giải tỏa, chữa lành. Hãy cứ ngồi tiếp tục như vậy và hướng mắt của mình về con tim, cảm nhận sự bình an và an trú ở con tim của mình đi nào. Và nghĩ đến sự biết ơn, yêu thương, tri ân với tất cả những người đã hiện hữu trong cuộc đời của mình. Trải một cái tâm yêu thương cho họ bằng cái tình thương hiện có bên trong bạn thật là ấm áp. Từ nay bạn xứng đáng sống hạnh phúc, bình an, luôn luôn an lạc trong siêu nhiên. Giờ đây chúng ta đã ứng dụng 8 pháp thanh tẩy và chữa lành để giải quyết các cái vấn đề trong cuộc sống của mình. 8 pháp này chúng ta đã thực hiện tuần tự từ pháp Ho'oponopono, pháp chụp hình, pháp EMDR, pháp Midline, pháp Two-Point, pháp thỉnh ánh sáng, pháp trải tâm yêu thương, pháp thiền tài hiền. Bất kỳ lúc nào trong ban ngày của bạn, bạn muốn sử dụng một trong những cái phương pháp này để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của mình, thì mình cứ sử dụng. Không nhất thiết phải theo tuần tự. Còn đây là quy trình chữa lành, có sự kết hợp, tích hợp các cái phương pháp, nên đã đi theo một cách tuần tự để cho việc giải quyết được hiệu quả hơn và bạn thả lỏng. Thời gian thì tiểu đình chữa lành sẽ được diễn ra rất là tuyệt vời. Cứ mỗi một ngày, bạn có thể dành ít phút để mà làm cái quy trình này, để bạn được thư giãn và chữa lành mọi tổn thương từ trong quá khứ đến cả tương lai của mình. Mọi rác ký ức được quét sạch. Đây là một phương pháp hiệu quả và nhanh.
bạn tin tưởng ứng dụng thì bạn sẽ thấy được cái kết quả nhiệm màu từ phương pháp này. Cách sử dụng từng phương pháp một, Jesse đã hướng dẫn trong một bài giảng 8 pháp thanh tẩy. Bạn vào YouTube danh sách phát để bạn lấy ra và sử dụng. Còn đây là quy trình chữa lành. Bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy thư giãn và kết nối nhất, hãy mở lên để cho tiến trình chữa lành được diễn ra. Và cứ mỗi một lần bạn mở cái clip này lên thì là bạn nghĩ đến một cái vấn đề của bạn. Cho đến khi nào bạn cảm thấy giải quyết được ổn thỏa thì bạn có thể chuyển sang một cái vấn đề khác và mở lại cái liệu trình phương pháp này để chữa lành. Jesse gửi lời yêu thương đến bạn. Và bây giờ thì Jesse sẽ dẫn các bạn đến cái phương pháp thiền tại hiện một lần nữa, và từ đó bạn cứ ngồi bao lâu tùy thích ha. Hãy nhắm đôi mắt của mình lại, hướng đôi mắt mình nhìn xuống, an trú chỗ con tim, giữ ở hơi thở tự nhiên, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng các cơ, thư giãn hoàn toàn. Tiếp tục cho đôi mắt của mình hướng về con tim, an trú ở trái tim của mình, cứ như thế mà ngồi an trú. Khi bạn an trú ở con tim của mình, bạn sẽ cảm thấy bình yên và giải tỏa cho mình, chữa lành cho người khác. Khi bạn an trú thì trong bạn rất là bình yên để tiến trình được giải tỏa và chữa lành cho bản thân mình và cho người khác. Bạn cứ ngồi an trú ở chỗ trái tim của mình bao lâu tùy thích, cho đến khi bạn muốn kết thúc canh thiền này.